Duyên, ông bố tội nghiệp ngồi bên đây làm gì? À, xem vợ xem con hả? À, con ngồi đây nè. Ừ, muốn ôm con gái đúng không? Úi, sợ vợ chưa? À, ai bảo con đi đến thì đi người không, đi đến thăm vợ thăm con phải xách cái gì đi theo chứ. Đi người không bị vợ đánh là đúng rồi. Ừ, hoan nghênh ông chồng đi người không đến, đúng rồi Huệ. À, ông chồng kẹt xín mà đúng không? Con mang chứng lên đây làm gì ấy? Hả? Ừ. À, bóc cho vợ ăn hả? Bóc cho nó ăn, con nó đánh nhờ hả? Ừ, bóc cho nó ăn thì nó không con. Ờ, con muốn mẹ bóc cho vợ ăn gì? Ờ, rồi. Huê Huê, ăn đi. Ồ, rồi Huê hôm nay không muốn ăn hả? Chuyên chuyên.